Anh có đủ hết. Buồn quá, người tôi thì quay trước các thứ buồn quá. Đi còn ăn tôi thì cực kỳ chắc. Đấy, đây này răng. Ừ, trả về trẻ cái. Răng có việc gì không? Nhỏ một chiếc vào đây này. Nhưng mà hàng răng yếu. Không, có hàng này vẫn đây. Tôi thì nhỏ chiếc chứ còn nhẹ giờ. Tóc thì bị được cái răng thì tóc nhẹ. Không phải trẻ đâu. Không, trẻ thì già thì tí. Hôm nay trẻ hơn đấy, hơn 5 tuổi. Mày nhìn thấy. À đấy. Rồi. Anh Ngân cũng trẻ. Anh Ngân vậy là cũng đẹp. Sao bảo Ngân hơn Diễn 2 tuổi mà. Ừ. Anh Diễn là tí rồi nhé. Đừng là giá đấy. Là giá 2 tuần nữa ấy luôn. Chơi chưa nào? iPhone gì mà tiếng như hủi. Mà iPhone của tên này sao xin chào không? Xin thay một chú cho đôi ngàn chưa thuộc. Bầu trời cảnh vật phóng quang bốn mùa. Mày hát đi thế nào? Trên băng ngắt trăm hoa đua nở dưới đàn bầy. Cầm thua vui chơi đàn chim bay phóng phơi mọi nơi. Chim bay phấp phới mọi nơi, cá xuôi ngược nước đùa chơi vẫy trên ngàn tùng gió rừng lác đác đỉnh sơn mòn đã chất treo leo có dòng sông thương. Đấy là mình hát theo hát ấy đấy, hát theo sân khấu đấy chứ hát kia thì hát vậy mà không hầu được. Nó rơi quá chảy trong veo đi. Giật đá lên gần gì? Ừ, có chẳng được á. Chẳng chẳng ai cái. Này quá này, nhân giống cái gì mà tốt hết. Sông thương ngức chảy trong theo thuyền chuối người ngược hò reo vang lên trên ngàn tùng gió rung lạnh đắp nay lên tới miền phóng hoa châu cổ chính lại nhớ về mảnh đất hoang vu quanh năm mây phủ sương mờ sương cười lác đác tiếng thông già đi. Trống phải có trống gì thì nên ăn cơm xong bắt đầu là ta làm chầu cái gì tôi vừa trống về có đối phương sớm tối buông câu trải bao mưa nắng dãi dầu sông đà uốn khúc qua rừng sơn tây.
vậy thôi, chứ quần quần đơn giản hơn chứ. Vừa rồi làm nhà thờ thì nó là trưởng tập cái gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.